làm được á, mà tôi muốn làm. Đã thua là phải. Số 12. Số 12. Đó là sao vậy?
Môn cầu lông, các trận thi đấu chuẩn bị. Nội dung đôi nữ trên 40, đôi vận động viên Hoa Thụy Công đoàn ngành y tế gặp đôi vận động viên Nhung Miền Kim Động. Nội dung đôi nam dưới 40, đôi vận động viên Toàn Anh của Yên Mỹ gặp đôi vận động viên Tuấn Nguyên của Kim Động. Trên sân số 1, nội dung đôi nữ trên 40, mời đôi vận động viên Hoa Thụy Công đoàn ngành y tế gặp đôi vận động viên Nhung Miền Kim Động. Trên sân số 1, đôi nữ trên 40, mời đôi vận động viên Hoa Thụy Công đoàn ngành y tế gặp đôi vận động viên Nhung Miền Kim Động. Trên sân số 2, nội dung đôi nam dưới 40,
mời đôi vận động viên Toàn Anh của Yên Mỹ gặp đôi vận động viên Tuấn Huynh của Kim Đồng. Trên sân số 2, nội dung đôi nam dưới 40, mời đôi vận động viên Toàn Anh của Yên Mỹ gặp đôi vận động viên Tấn Huynh của Kim Đồng. Thank you.